thật vẽ channel dưới con mắt của các bạn thực tập sinh. Em thấy là mọi người ở đây rảnh hơn em nghĩ. Mà rảnh tao bận mà. Thì lúc bận thì rất bận. Lúc bận thì đầu bù tóc rối, nhưng mà lúc rảnh thì lại rất rảnh. Em đang rảnh hay bận? Em đang rảnh. Chị tưởng em đang bận. Trước khi vào đây thì em có một thắc mắc là các anh chị editor ở đây sẽ làm việc như thế nào ấy. Mà sau khi vào làm thì em mới phát hiện ra là các anh chị editor ở đây gánh còng lưng luôn. Ý là gánh còng lưng VJ, ý mày là kiểu tao vô dụng editor gánh còng lưng đúng không? Các anh chị chỉ gánh còng lưng thôi, VJ cũng hơi còng nhưng mà chưa còng mà các anh chị editor. Ha, ý chị à, giật mình. Em thấy có điểm gì khác biệt? À, lúc mà trước khi vào đây thì em cảm giác như là mọi người có hình tượng rất là cao lớn, rất là tuyệt vời và lung linh. Nhưng mà đến khi vào đây rồi thì em phát hiện ra là mọi người ai nói chuyện với em cũng phải ngước lên nhìn em. Mình thấy thì cái văn phòng này thực ra là có vẻ là không thích sự yên bình lắm, mà mình lại là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Thế nên mình thấy mình không hợp ở đây lắm. Thôi mình đi đâu. Thế là mình đi à? Tất cả các thành viên ở E-Channel, tức là hình tượng ở trên mạng hay là ở ngoài đời đều rất là giống nhau. Trên video thế nào thì ở ngoài cũng thế. Tức là trên video mọi người thấy bọn mình ngáo như nào thì ngoài đời bọn mình ngáo y hệt như thế. Đúng, chính xác các bạn ạ. Chính xác luôn rồi. Chính xác luôn. Làm thực tập sinh của hôm nay ăn gì thì sẽ nghĩ sao ạ? Thật sự là E-Channel nó không giàu như mọi người nghĩ đâu mọi người ạ. Em vào đây em chưa thấy lương đồng nào, nhưng mà ngày nào em cũng mất 5.000 gửi xe. Nhưng mà em vẫn xin lỗi anh bảo vệ là mấy lúc em cũng hay buồn tiền gửi xe anh bảo vệ lắm. Tại vì là ông bảo vệ đấy cứ bắt là gửi tiền trước đúng không? Em thì cứ bảo thôi tí nữa cuối buổi chiều về con gửi. Thế là xong rồi ngày nào em cũng đi qua xong em bảo em gửi từ lúc chiều rồi. Em cũng thấy mọi người bảo là ở E-Channel mọi người giàu lắm, nhưng mà được cái là có cái mũ của em 30.000 mặc cả được 10.000 còn 20.000. Em đến đây từ 1 giờ 4 giờ đã xuống mất luôn. Không thấy nữa. Mọi người ai lấy cái mũ đấy hãy trả lại cho em. Vâng, ánh mất mũ, mình mất áo mưa. Có cái áo mưa để người ta đi ngày mưa bão như này cũng lấy ạ. Alo E-Channel ơi.